trời anh em ơi, từ nãy giờ mình cũng đã bắt được tổng cộng là 3 đứa rồi, mà trong đây là có 2 đứa nó ngủ liên miên, còn đứa này nó còn thức. Trời ơi, 2 đứa này nó lười như con heo vậy đó. Để mình đập mình kêu nó dậy coi. Dậy ơi, dậy. Ai giờ đến đây người ta đánh chết tao. Dậy, dậy. Đứng im, con bé kia, đi vô đây đứng, đi vô đây đứng, nhanh lên, không chạy lung tung. Hả? À, biết tao là ai không? Ông là ai, ai biết, không nói sao biết, phải nói sao mới biết chứ. Tao chính là Slenderman đây, và tao chính là người chuyên gia đi bắt cóc trẻ em để ăn thịt. Hơi, trời ơi, chán quá à. Dạo gần đây mấy bạn ít like video ủng hộ cho mình quá. Chán ghê luôn á. Hơi. Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Trường Học Ma Quái. Yeah yeah yeah. Ok. Thì anh em ơi, thì series Trường Học Ma Quái của mình tập này hình như cũng đã là tập thứ 5 rồi. Đó, thì mấy bạn biết sao không? Dạo gần đây sao mình để ý là mấy bạn ít like video ủng hộ cho mình, với lại ít chia sẻ lên Facebook quá. Cho nên là những bạn nào mà chưa like video hay là chưa chia sẻ video của mình thì đừng quên chia sẻ video và like video lên trên Facebook ủng hộ cho mình nha. Rất cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha. Thì mình mới vừa tạo một cái kênh livestream ở trên Nemo á anh em. Thì những bạn nào mà muốn coi mình livestream ở trên Nemo á thì anh em đừng quên kéo xuống phần mô tả để bấm vào cái link ở bên dưới, sau đó follow mình, theo dõi mình để mình có thể gọi là livestream thì các bạn sẽ vào xem được nha. Thì hoặc là các bạn cũng có thể nhập cái ID ở phía trên nè, các bạn thấy không? Đây mình để cho anh em xem nè, đây chính là cái ID Nemo của mình nè. Anh em có thể nhập cái ID này vào ở trên Nemo và anh em kiếm mình, sau đó follow mình thì mỗi bữa tối mình sẽ livestream ở trên Nemo này nha. Đó, thì hôm nay mình mới mua được cái dàn PC nè anh em. Thì bây giờ mình sẽ vào hôm nay mình ngồi mình livestream cho anh em. Đây giờ cũng là trời tối rồi, 12 giờ đêm rồi. Thôi livestream nè. Rồi để mình mở game Mini World lên chơi nha anh em nè. Để mình coi coi, chúng ta sẽ mở lên Mini World chơi nha. Trời ơi, dàn PC 100 củ chơi mượt ghê luôn. Ok, trời ơi. Phong ơi. Ủa cái gì anh Dịch? Ủa, giờ phút này mà em vẫn ngồi em chơi hả? Không tin được. Một tôi không đi ngủ hả? Trời ơi, mới có 12 giờ đêm. Tự dưng hôm nay nhìn ghê. Dạo này làm ăn phát đạt hay sao gì mà phóng thổ ơi, ba cái màn hình luôn. Trời ơi, cái PC trò, cái PC trò chưa cả nút bạc đây luôn kìa. Làm đúng YouTube rồi, đây trời ơi, làm YouTuber mà, YouTuber được nhiều tiền mà. Cho nên trời ơi, em sắm nè, thấy không, mà dàn PC dâm cũ luôn. Giờ em ngồi chơi Liên Minh Huyền Thoại, chơi Mini World, trời chơi máy vừa chơi Liên Minh này, vừa chơi Mini World này mà dàn máy tính mấy chục triệu là trời ơi. Tay phải cầm chuột, tay trái cầm đùi gà, trời ơi, bên cạnh còn có lon nước gì sang vậy. Mà nói chung tóm lại đi ngủ đi. Ôi trời ơi, mới có 12 giờ đêm mà cho em thức, em chơi game xíu thôi. Chơi game nhiều là bị gọi là có thể dẫn đến các bệnh về tâm vấn đề thời thần kinh á, em không đi ngủ sớm đi thôi. Mai em còn đi học nữa. Ủa mà mấy hôm nay em có bị biến đổi nhiều không vậy? À, bữa trước mới biến thành Zoro, còn giờ tối nay ngủ sáng mai bị biến thành gì cũng không biết nữa. Vậy gì hôm nay hả? Ừ thế được. Ôi, đi đây trời, đi ngủ. Ôi, anh em ơi, tiếc quá. Chưa kịp chơi trận nào hết mà vịt đã bắt mình đi ngủ rồi. Mà thôi kệ đi, cũng tối rồi, ngày mai mình phải còn đi học nữa. À, thôi mình phải đi ngủ đây, tạm biệt anh em nha, mình đi ngủ đây. Trời ơi, 7 giờ rồi. Không ai là Phong. Ủa cái gì hả, ai vậy? Đi vô, ở TP hả, đi vô đây. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy, TP gì vậy? Đừng gặp tôi, ai vậy trời ơi. Ủa cái gì hả, sao bà làm gì bà sợ tôi vậy? Ông nhìn ông đi ghê quá à. Ủa sao? Để tôi coi coi. Ủa cái gì vậy? Ủa sao xịt? Ủa anh em ơi, mình bị biến thành ai mà tự nhiên mình không có mắt mũi miệng, không có gì hết vậy? Ôi trời, ghê quá à. Trời, tôi còn thấy là thấy ghê nữa kìa. Ủa nhưng mà sao tôi vẫn thấy đường được ta, mặc dù tôi không có mắt mũi miệng. À, hình như đây là một cái nhân vật nào đó rất là quen thuộc luôn á. Hình như mình có từng chơi game của nhân vật này rồi. Hình như đây là ai ta quên chứ. Đúng rồi anh em ơi, đây chính là nhân vật Slenderman. Đúng rồi, đây chính là Slenderman anh em ơi. Trời ơi, cái ông này là nổi tiếng lắm luôn á. Ôi, Creepy Pasta đó. Ủa, cái gì vậy? Sao núp gì tên mây? Sao núp đằng sau cái cây vậy? Tại sao ông, tôi không biết ông là ai đó. Ông đi ra đi. Ơi, tôi nè, tôi là Phong Cận nè. Tôi không có làm hại bà đâu. Trời, mặc dù là tôi bị biến thành Slenderman nhưng mà tôi không có làm hại bà đâu, yên tâm đi. Chắc không? Thiệt. À, vậy tạm tin. Ơ, quên nữa, trời ơi, 7 giờ rồi đi học. À, quên. Vậy sáng này chơi game hết rồi không chịu đi học á, bởi vậy hả? Đi học trễ hoài rồi. Đang sáng cái đã. Nhầm. Bỏ đi. Đi học thì đi học nè, làm gì gấp gáp vậy? Trời ơi, bây giờ 7 giờ rồi. Ủa,
15 rồi, bây giờ tiếng chuông trường nó kêu lên rồi kìa, thấy ông tại ông mà tôi đi chảy bây giờ sao giờ? Ôi thì bây giờ, ôi thì mình nghĩ coi, không biết có cách nào mà có thể đi nhanh hơn không ta? Hình như là bây giờ chạy từ đây đến cổng trường á thì sẽ tốn thời gian lắm, để mình xem coi Slenderman nó có cách nào để đi nhanh hơn không ta. Slenderman có cách nào không? À tôi nhớ rồi, lần trước tôi chơi game hình như tôi nhớ là Slenderman có thể đi xuyên tường được hay sao á. Để tôi thử nha, đi lẹ đi. Ui được nè, tôi đi qua được. Dắt tôi heo. Cái gì? Bà đi qua thôi coi. Ủa bà qua không được hả? Ủa sao vậy? Không phải dắt tôi heo chứ tôi đi chạy làm sao? Tôi không có dắt được, tôi chỉ có thể tự đi một mình được thôi à. Tại vì tôi là người xuyên tường chứ bà đâu có xuyên tường đâu, tôi kéo bà qua đâu được. Ờ vậy thôi bây giờ ông vô lớp trước đi rồi sao một hồi tôi chui lỗ vô. Nhưng mà nhớ mà hở thầy có hỏi thì nói là tôi có mặt nha, không điểm danh vô ok vậy tạm biệt nha. Tôi đi vô lớp học trước nha. Trời các bạn ơi, mình sướng quá, mình có cái xiên tường vậy là mình có thể đi vô lớp học trước được rồi. Nhưng mà Timmy đi trễ mất tiêu rồi, thôi kệ nói cho mình cứ đi vô trước đi. Nhanh lên trời ơi, lớp học mình phải đi chậm thôi, không biết là thầy hiệu trưởng hay là thầy lớp của lớp mình, không biết có trong đây ông ta, để vào xem coi. Ui kìa ổng kìa anh em ơi, trời ơi, học rồi kìa, nhìn kìa, người ta vô lớp đầy đủ hết rồi. Ông thầy nhìn mình, trời ơi chết rồi, giờ sao đây anh em, mình bị trễ rồi. Đi nghỉ coi có cách nào không ta. Cái bàn của mình ở bên đó à, mình biết rồi, bây giờ còn cách này thôi anh em, đi xuyên tường. Đúng rồi, mình đi xuyên tường được mà, bây giờ mình sẽ đi xuyên tường, mình lẻn vào trong lớp. Đúng rồi để coi cái phòng nào có thể mà đi xuyên tường qua được, để xem coi. Phòng thí nghiệm, đúng rồi, phòng thí nghiệm của anh Bịch. Đúng rồi mình sẽ đi từ cái phòng thí nghiệm này, mình đi xuyên tường vào trong cái lớp để coi. Mở cửa ra nè, đó, đi vào bên trong. Trời ơi, cái phòng thí nghiệm nè, may quá anh Bịch không có trong phòng thí nghiệm, không thôi là anh biết mình đi trễ là anh chửi mình chết luôn á. Rồi giờ mình phải đi xuyên tường chỗ nào đây, trời ơi có chỗ nào đi xuyên tường được không? Để mình đi thử trên đây coi, giờ đi trên đây xong vòng vào trong lớp. Ok để mình đi nha. Xuyên tường nè, xuyên tường. Ui đến lớp rồi, chạy đến. Dạ thầy ơi, em có mặt. Dạ trời, từ nãy giờ em ngồi trong lớp á thầy, chứ không phải là em đi trễ đâu nha. Dạ vô học thầy ơi, vô học đi. Chào mấy bạn nha. Trời ơi, mình đi sớm. Ok học. Ok anh em ơi, vậy là coi như là mình đã học xong rồi. Nghe tiếng trống rồi. Dạ tạm biệt thầy nha. Dạ xin phép thầy cho em về. Dạ tạm biệt thầy. Tạm biệt mọi người nha. Mình về đây. Bye bye mấy bạn. Mấy bạn nhìn mình lạ lắm đúng không? Nhưng mà nói chung là mình lần phong cận đó. Nói chung là nhìn mình lạ thôi chứ mình lần phong cận á nha. Nên nhớ nha, mỗi ngày mình sẽ đổi thành một nhân vật khác á. Trời ơi, hồi nãy mình vô lớp anh em, mấy bạn nhìn mình quá trời luôn, kiểu như là thấy mình giống như sinh vật lạ vậy đó, chắc là tại mình đẹp trai quá đó. Ôi mà cái mặt mình có gì đâu mà đẹp trai. Nhưng mà sao hơi mình hơi đói bụng rồi đó nha. Trời ơi, đói bụng quá. Chắc là ra canteen kiếm coi có gì ăn rồi đã. Thôi, đi thôi. Trời ơi, canteen đây rồi. Mua cho con bánh đi. Còn cái ăn bánh cho con thì con đồ ăn đâu. Anh bánh anh già cơ. Ôi trời, mấy cái đồ ăn nhanh nó đâu có gì ngon đâu con. Nhà mình quá trời luôn mà. Thôi, mua cho con bánh đi. Mua con bánh đi. Phải mua cho con bánh nè. Mày đánh ghét mẹ. Ghét mẹ, mua bánh đi. Con nghe lời phải không? Bây giờ mẹ đã nói rồi mà đã... Nhà mình có quá trời đồ ăn rồi mà con còn đòi ăn cái gì nữa. Bây giờ mày hỏi lần cuối là con có về hay không? Không nghe. Vậy con ở đây luôn đi. Con ở đây luôn, con không cần mẹ nữa, con ghét mẹ rồi. Con ở đây nghe không? Một hồi bác bảo vệ bắt con cho bà coi. Con với cái gì đâu mà hư hỏng à. Anh em ơi, từ nãy giờ mình đứng đây mình xem gì vậy trời. Trời ơi, mình cũng nhiều chuyện ghê, mình cũng đứng đây, mình cũng rảnh ghê, mình đứng đây mình nhìn. Trời ơi, thì ra là cái thằng nhóc này nó thèm mua bánh, nhưng mà nhà của nó đầy bánh kẹo rồi mà nó cứ đòi mua hoài, mẹ nó không mua cái nào, nó đánh mẹ nó mắng mẹ nó là nó ghét mẹ nó luôn. Trời ơi, đúng rồi, cái thằng nhóc này nó hư hỏng quá. Để mình đi xem nó coi thằng nhóc đâu mất tiêu rồi. Ok, kìa, nó đứng đó kìa anh em, để mình lại coi. Mình núp mình núp vô đừng cho thấy mình. Ở đây có cái cửa nè. Cái cửa này đơn giản, cái cửa này mở lúc nào cũng được, cửa này cửa sau này không ai biết. Tối nay chỉ cần người ta về hết, mình vô mình lấy trộm bánh mình ăn. Thế là ôi anh em ơi, cái thằng nhóc này nó hỏng quá anh em ơi, nó hư hỏng ghê luôn á. Hồi nãy mẹ nó không mua bánh cho nó, bây giờ nó còn đòi nó mở cửa nó vô nó ăn cắp bánh của ta nó kìa. Thằng nhóc này hư hỏng quá. Trời ơi, như anh em cũng đã biết thì Slenderman là một người rất là kiểu mà ghét những đứa trẻ hư, những bạn nào mà hư hỏng nè, không nghe lời ba mẹ thì sẽ bị Slenderman bắt cóc đem về nhà đó. Thế là bây giờ thằng nhóc này nó hư hỏng quá, mình sẽ bắt cóc nhóc này về đó. Đến nơi rồi, giờ mọi người đi về hết, buổi chiều rồi đi về nhà hết rồi.
đâu có ai cả. Bây giờ mình sẽ vào đấy để mình ăn trộm bánh về ăn. Ngon. Tưng 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 tưng. Đây rồi. Cánh cửa thần kỳ của đô la siêu trộm. Tăng 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 tăng. Quá trời đất đồ ăn nuôi nuôi. Thích món gì lựa món đấy. Trời ơi, tin được không? Nhiều đồ ăn 90% lấy cái món này. Đó, món này mình thích nè. Trời ơi, bít tết nè. À, bánh này, bánh này, thầy bánh này. À, lấy bánh nè. Trời ngon. Đúng món mình thích luôn. Hợp lý. Hai anh em ơi, mình mới vừa thấy thằng nhóc nó chạy vào trong cái tiệm canteen bán bánh rồi. Thì mình nghĩ là chắc là nó đã vào bên trong nó để nó ăn cắp bánh đó anh em. Bây giờ mình sẽ vào mình bắt cóc nó nha. Này thì con nít mà dám đi ăn cắp, ăn trộm nè. Những đứa trẻ hư mình sẽ bắt hết. Ủa? Mình còn nghe tiếng nó kìa anh em. Ok đi. Bây giờ mình sẽ đi xuyên tường vào bắt nó. Ngon nhẹ. Ăn hết cái này, ăn thêm cái nữa. Trời ơi, bánh ngon quá trời đất. Trời, ăn hết cái bát này lên mình như một chú chuột nhỏ nhỏ. Xuyên tường nè, xuyên tường vào nè. Ok. Nhâm. Hello nhóc. Hello nhóc. Xin giới thiệu với nhóc. Anh chính là Slenderman và anh chính là người chuyên gia đi bắt cóc trẻ em đem về nhà ăn thịt. Ai, trời ơi, bắt cái thằng nhóc nhỏ này cũng mệt ghê luôn anh em. Nó dậy ra cái thằng nhóc này coi bộ nó nhoi ghê luôn á. Thì mình đã bắt cóc nó về đây. Ok, nằm đây đi nha nhóc. Trời, nó ngất xỉu rồi. Trời ơi, cái hầm này nhìn cũng kinh quá rồi. Mình cũng muốn đi ra ngoài cái hầm, mình là người lớn mình còn sợ nữa rồi. Chứ huống gì mấy đứa con nít. Thế nào bị bắt về đây nó cũng sẽ sợ cho coi. Ok, nằm đây nha. Bây giờ á, mình sẽ đi bắt thêm. Bây giờ mình sẽ đi bắt thêm những đứa nhỏ nào mà quậy phá nó nha. Đi ra ngoài đường mình gặp đứa nào mà quậy mà hổm láo với ba mẹ thì mình bắt về hết. Đó, ok, đi thôi. Hay trời anh em ơi, từ nãy giờ mình cũng đã bắt được tổng cộng là 3 đứa rồi, mà trong đây là có 2 đứa nó ngủ liên miên, còn đứa này nó còn thức. Trời ơi, 2 đứa này nó lười như con heo vậy đó. Để mình gặp mình kêu nó dậy coi. Dậy dậy. Ai giờ đến đây ta đánh chết trời. Dậy dậy. Đứng em con bé kia, đi vô đây, đi vô đây, nhanh lên, không chạy lung tung. À, biết ta là ai không? Ông là ai biết không? Nói sao biết, phải nói sao mới biết. Ta chính là Slenderman đây, và ta chính là người chuyên gia đi bắt cóc trẻ em để ăn thịt. Để cái thằng nhóc kia quậy hả? Mày, đi xuống nhanh lên. Ê, đây ta làm bắt quay gì vậy? Slenderman gì đâu mà xấu với mờ à, không có mắt mặt mũi gì hết trơn rồi còn bắt cóc người ta nữa. Trời ơi. Biết là ta không có mắt mũi miệng luôn hả? Ta chính là người chuyên gia đi bắt những cái đứa nhỏ mà kiểu mà hổn láo với ba mẹ, rồi làm mấy cái tội lỗi chẳng hạn như là đi ăn cắp nè, ăn trộm nè, làm việc xấu nè, rồi hổn láo ba với ba mẹ nè. Đó, chẳng hạn như cái thằng nhóc này quậy ghê luôn thiệt. Leo hoài, gặp nó chết. Tôi nói ông Slenderman nghe nè. Thiệt ra là tôi đâu có làm hổn gì với ba mẹ tôi đâu. Hôm nay tôi chỉ vô tình là tôi không ăn cơm mà mẹ tôi la tôi, rồi tôi đứng và tôi đánh mẹ tôi có một cái thôi mà. Trời ơi. Bắt tôi vô đây. Cái gì? Đánh mẹ có cái? Thôi mấy bạn ơi, mấy bạn thấy không? Trời, con nít mà vô đánh mẹ luôn kìa. Hồi nghĩ sao mà con cái mà đánh mẹ luôn, bất hiếu. Bất hiếu, bị bắt là đúng rồi. Hồi nãy ta thấy người bất hiếu cho nên ta vô ta bắt người. Cái thằng nhóc này mình làm gì? Đứng vô đây. Nè, bây giờ nha. Dây. Ông thả tôi ra đi, tôi nói ông nghe nè, ba mẹ tôi giàu lắm luôn á. Ông mà thả tôi ra hả, biết đâu mẹ tôi sẽ chuột tiền cho tôi là sẽ đưa cho ông để ông đi phẫu thuật thẩm mỹ, ông gắn mắt vô, gắn mũi, gắn miệng vô. Đúng rồi. Gắn tay rồi còn cấy tóc, gắn lông mi nữa. Nè, ăn trộm dư mấy cái bánh này cho nè. Ăn trộm dư mấy cái bánh còn cho nè hả? Thôi, nói cho các ngươi biết, ta chính là Slenderman, ta không cần phẫu thuật thẩm mỹ, ta như thế này là ta đẹp trai lắm rồi. Đó, thì bây giờ nè, ta bắt các ngươi, ta cũng không cần tiền của các ngươi, ta chỉ bắt các ngươi những đứa trẻ mà hư hỏng á, ta sẽ bắt vào đây, ta mổ bụng, ta lấy nội tạng, ta bán qua Trung Quốc. Ê, ghê quá vậy? Nè, coi nè, nhìn nè, dao nè, kéo nè, búa nè. Ê, nhóc em, đứa nhỏ mà lần trước mà nó hổm với ba mẹ, ta mổ bụng, ta giết nó xong là ta bán qua Trung Quốc cho nên máu me vậy đó, ghê không? Ghê quá vậy? Ghê quá à. Thôi nói chung là không nói nhiều nữa, bây giờ nằm xuống cho ta mổ bụng, ta lấy ta bán nội tạng bên Trung Quốc nè. Nằm xuống, tha cho tôi đi mà, tha cho tôi đi. Nằm xuống đi cho ta mổ bụng, nằm xuống ta mổ bụng nhanh lên. À, bậy ơi
Vậy chứ, vậy thì đứng, vậy thì đứng, đứng im, đứng im đó, xếp hàng vô. Qua đứng với thằng nhóc này, thấy không? Thằng nhóc này nãy giờ nó sợ quá, tẹn quần luôn kìa, đứng im luôn kìa, thấy không? Đó, bây giờ ta nói các ngươi thế này nè. Bây giờ thì rồi, ok, ta sẽ gọi là tha tội cho các ngươi, ta sẽ thả các ngươi về với ba mẹ của các ngươi. Từ nay các ngươi sẽ không được mà hổn láo với ba mẹ, hay là nhất là thằng nhóc này là không được ăn cắp ăn trộm bánh của người ta, nghe chưa? Nghe rồi. Đó, còn con bé này. Không ăn trộm chi cho bị biết phát hiện ra thấy mang nhục chưa, con nít mang nhục. Ê mày tưởng mày hiền lắm hả con bé kia, mày cũng quýnh mẹ của mày, mày cũng bất hiếu ghê luôn chứ đó, mày tưởng mày hiền lắm hả? Từ nay không được hổn với mẹ nữa nghe chưa? Ok, và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero bọn mình, đó chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV và Camu TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero bọn mình nha. Và nếu như mà anh em muốn trong những tập tiếp theo mình sẽ biết thành ai thì anh em đừng quên bình luận cho mình biết nha. Đó, thì các bạn hãy like ủng hộ cho mình nha. 3000 like thì mình sẽ ra tập tiếp theo nha.